Mến chào toàn thể anh em, chúc vui gặp lại anh em. Chào mừng anh em đến với channel LVT Official. Và ngày hôm nay tại trận Tống Kim 21 giờ tại server Công Thành Chiến.us, một server đồ xanh hoàng kim môn phái dành cho người đi làm, thì hôm nay mình sẽ lên với anh em review cho anh em một cao thủ top Tống Kim nữa, mà một môn phái này thì rất là nhiều anh em đam mê, đó là môn phái Đường Môn anh em ạ. Đó là Đường Môn Bảo Vũ Lê Hoa. Thực sự môn phái Đường Môn là một niềm yêu thích của hầu như tất cả game thủ từ game Võ Lâm Truyền Kỳ 1, trong đó có mình nha anh em. Tại môn phái Đường Môn thì với một môn phái đi trên ngựa, với là một sát thủ bóng đêm rất là ưa thích của nhiều anh em ạ. Vì nó rất là cơ động, nói chung là chơi cũng rất là phê. Và ngày hôm nay thì sẽ review cho anh em xem một set đồ mà có thể nói là đang làm mưa làm gió trong trận Tống Kim 21 giờ tại server của Công Thành Chiến.us. Nãy giờ chúng ta có thể thấy là hai bên Tống và bên Kim đang so kè lẫn nhau, không bên nào chịu thua bên nào, hai bên đáp trả nhau rất là kịch liệt nha anh em. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cao thủ Lão Phật Gia anh em ạ. Hiện nay cao thủ này đang rớt xuống top 6 rồi anh em ạ, với tỷ lệ BK là 38 anh em ạ. Cao thủ Lão Phật Gia đang đi bên Kim. Ở đây chúng ta sẽ được ngắm nghía set đồ của cao thủ Lão Phật Gia. Chúng ta vừa nghe những tiếng kêu đánh của các môn phái, và chúng ta cùng soi đồ của cao thủ Lão Phật Gia cho anh em chiêm ngưỡng nha. Một cây thiên quang hoa vũ mạng thiên anh em ạ. Tâm nhãn 3 cấp, thuộc đánh có 29 mà thôi, nhưng cũng đạt mốc rồi anh em ạ. Sát thương 51, sát thương 139%. Cái dây chuyền thiên quang 21, phòng thủ lý 23, kỹ năng cộng 3. Cái nón mắt binh sinh lực 200 luôn anh em ạ, nón xanh mà sinh lực 200 luôn, thật sự là quá ghê gớm luôn anh em ạ. Rồi cái áo sinh lực 199 luôn anh em ạ. Rất tiếc thâm pháp có 4 thôi, nhưng được cái sinh lực rất là cao anh em ạ. Đây thâm này mắt binh luôn. Rồi tiếp đúng là cây đai lưng thiên quang, kỹ năng cộng 3, làm chậm 48, cái công chí mạng 5, thuộc lý 25. Đôi giày hạn chế thời gian thiên quang, tốc độ di chuyển 45, sinh lực 240. Trắng hỏa bảo vũ liên hoa, kỹ năng cộng 33 luôn. Ngựa tháng tất cả sinh lực, kỹ năng vẫn có cộng 1 cấp. Ui ôi cái nhẫn kìa anh em, ui ôi cái nhẫn kìa, ôi trời ơi luôn anh em ạ. Sinh lực 200 luôn, thâm pháp 18, trời ơi trời. Kỹ năng cộng 1, và cuối cùng là bao tay thiên quang, cũng bảo vũ liên hoa cộng 3 luôn. Anh em thấy gớm ăn không anh em, quá là kinh khủng luôn anh em ạ. Bảo vũ liên hoa cộng 3 này, bảo vũ liên hoa cộng 3 này, là 6 nè anh em ạ, 7 nè, 8 nè, ghê gớm thật anh em ạ. Thấy ghê gớm không anh em, hiệu ứng làm chậm thì quá trời luôn. Không biết là set đồ này anh em có treo điểm nào nữa không thì anh em bình luận bên dưới nha. Mình thì không treo đâu lực luôn. Ước ao của mình là được sở hữu, được cầm ạc một cái ạc mà như vậy để đi Tống Kim cho anh em xem, mà chưa được anh em ạ. Rồi như vậy thì bên Kim cũng đã tấn công vào nhà rồi anh em ạ. Lão Phật Giao lên top 5 rồi anh em ạ, 46 kill, 46 mạng anh em ạ, 46 mạng thì đang thua top 1 là 49, top 2 là cô luôn đao. Đó mình đã xem soi đồ cho anh em xem ở video lần trước rồi. Một cao thủ BK cô luôn đao rất là hay, Sugar Baby. Anh em thấy phê không? Em thấy nhận xét gì về set đồ vừa rồi thì anh em hãy cùng truy cập vào trang web là Công Thành Chiến.us để tải game, hoặc là tham gia nhóm Zalo ở góc màn hình nha anh em, để anh em trải nghiệm tại server này. Server chúng ta vào là chúng ta chiến ngay mà thôi, vào là BK mà thôi anh em ạ. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn anh em ở một video review các cao thủ top Tống Kim ở video lần sau nha anh em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em nha, bye bye anh em nha.